Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái máy cắt vải cầm tay chạy pin cắt bằng lưỡi dao nha. Máy là Lazian hay là hãng của Lazian, mã máy là EZC1 ha. Máy này mới chạy pin nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ mở hộp máy cho các bạn xem nha. Ok, sau máy sẽ bao gồm một cái hướng dẫn sử dụng tiếng Anh ha. Máy chính, hai pin, lưỡi dao sơ cua, đây là củ sạc và đế sạc. Là cái này là gọi là đế sạc các bạn. Đế sạc. Đây là giữ gìn lưỡi dao sơ cua nha. Đây là pin. Kèm theo máy sẽ có hai pin nha các bạn. Pin này là pin thông, đây là thông số pin nha. Pin này pin 2400 mAh. Pin 7V ha. Rồi. Cách về sạc pin á thì pin thì các bạn cứ thế mà mình các bạn cắm vô thế này. Cắm pin vô các bạn đẩy xuống. Để sạc. Rồi xong đó cắm dây nguồn adapter vào. Thì các bạn sẽ sạc pin nha. Rồi. Giờ cách mình sẽ đây là máy chính nha. Máy chính sẽ bao gồm mà chui để gắn pin, công tắc nguồn và dao cắt. Mã máy là EZC1 ha. Bây giờ mình sẽ thao tác thử các bạn xem ha. Đầu tiên mình sẽ gắn pin vào. Pin thì mình sẽ gắn pin vào. Đẩy pin vào, mình sẽ đẩy chặt cho thôi. Đó. Đẩy vào. Khi mà đẩy vào rồi thì các bạn, khi mà nó cứng, nó kín rồi đó thì các bạn sẽ kiểm tra bằng cách bấm nút nguồn máy. Sẽ chạy ha. Nó sẽ chạy. Rồi. Mình sẽ cắt thử cho các bạn xem ha. Đó, rồi mình sẽ cắt thử nha. Máy cắt rất là nhẹ nha, là gọn. Nó như một cái kéo các bạn ạ, kéo cái tự động như thế, mình cắt kéo thôi. Đó. Cái này mình sẽ, các bạn sẽ cắt những cái đường cong rất là dễ nha. Đó, mình cắt đường cong rất là dễ nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay lưỡi sơ cua nha. Đầu tiên các bạn sẽ ấn nút này, gạt cái này lên. Sau đó các bạn ấn đè cái này ra cho nó rớt ra. Đè hai bên ra thì các bạn sẽ lấy được lưỡi dao ra và các bạn thay lưỡi dao mới vào ha. Thì để nhau mới vào cấn bạn đẩy chặt vào thôi, xong khóa lại nó sẽ không rớt nữa. Đó. Rồi. Sơ bộ là máy là như vậy. Các bạn máy, các bạn máy đã xong ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào bạn lại.